Câu chuyện khi bạn vội vã. Chú thích: thời điểm trong câu chuyện là năm 1945, khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con họ hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai lúc nào cũng vội vàng. Một buổi sáng tinh mơ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu, nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng rơi liên tục thúc con bò. Anh dùng roi liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn. Từ từ thôi con ạ, người cha bảo, từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy. Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn, anh con trai tranh cãi. Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón 160 xuống che mặt và ngủ tại chỗ của mình. Thấy thế, anh con trai càng bực mình và khó chịu. Anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa. 4 giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói: tới nhà chú con rồi, chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng. Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một tiếng rồi, con trai ông cầu nhào. Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao, chú và bố là chỗ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp, rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà. Chàng trai trẻ càng sốt ruột và tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã người chú và tiếp tục lên đường. Lúc này đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo sang phải. Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố. Người con nói, bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều. Chẳng lẽ bố không biết quý thời gian à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn. Bố quý thời gian lắm chứ. Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút. Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ thật đẹp, mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo. Thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh ấy. Anh ngồi nhấp nhòm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì đến chợ trễ. Anh cũng không nhận thấy cảnh hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao. Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm sao xuyến trong lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đổ xe lại. Chúng ta sẽ ngủ lại đây, ông khoan khoái nói. Từ giờ trở về sau, con không bao giờ đi cùng với bố nữa. Con trai tức tối nói, bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền. Tại sao lại không như thế chứ? Đó chẳng phải là những điều đẹp nhất từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao? Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ, trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt. Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm,
tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường, một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi vũng lầy. Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào, người cha già thì thầm. Để mất thời gian nữa à, chàng trai như nổi đóa lên. Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần, đừng quên điều đó con ạ. Anh con trai dừng xe mà lòng hết sức tức giận. Khi họ giúp người nông dân kia kéo được chiếc xe ra khỏi chỗ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên có một vùng ánh sáng rất lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh như tiếng sấm ở xa phía bên kia ngọn đồi. Bầu trời trở nên tối đen, chắc là trong thành phố có mưa dông lớn, người cha đoán. Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này ta đã bán gần hết hàng rồi, người con trai lẩm bẩm. Bình tĩnh đi, con sẽ sống lâu hơn và con sẽ tận hưởng được cuộc sống nhiều hơn. Ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình. Khi hai cha con ông đến được ngọn đồi, trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố. Trời đã xế chiều, họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha rồi nói: con đã hiểu những lời bố nói rồi. Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà. Trời rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản. Câu chuyện hết rồi. Nói về tâm trạng của người con và người cha trên quãng đường họ đi bán rau. Tạm biệt mọi người nha. Hai tâm trạng thật là trái ngược, cũng giúp nói lên nhiều bài học lắm mọi người ạ. Hãy cùng suy nghiệm và tiếp nghe những câu chuyện khác ha. Tạm biệt mọi người, nhớ đăng ký kênh mình nha.